Sinh nhật đó các bạn à, tôi là Minh Bếp. Hôm nay tôi lại được trở lại với các bạn trong một cái bài đánh giá thiết bị khác. Đây là một cái món gọi là phụ kiện dành cho chiếc Mavic 2 Pro của tôi. Nếu như mà bạn là một người giống như tôi chuyển sang Mavic 2 Pro từ cái sản dòng Phantom, Phantom 3, Phantom 4, Phantom 4 Pro, thì tôi tin chắc rằng một trong những điểm mà các bạn cảm thấy khó chịu nhất ở chiếc Mavic Pro đó là cái điều khiển của máy. Thế thì có thể nói là các bạn mà nào đã từng sử dụng Phantom 4 Pro ấy, thì cái điều khiển của nó rất là tốt, nó lớn, và cái cách mà người ta đặt cái điều khiển, cái kẹp cái điện thoại lên phía trên nó rất là dễ dàng. Chúng ta có thể có cái chỗ vị trí dây đeo đeo điều khiển nó như này, và có thể tì điều khiển bằng hai V, điều khiển bằng hai ngón tay. Nếu như mà bạn nào chưa biết cách điều khiển drone thì đây, cách điều khiển đúng là sử dụng hai ngón tay V như thế này. Điều khiển của chúng ta nó sẽ mượt mà, cái khả năng bay chúng ta sẽ mượt mà hơn rất là nhiều so với việc của chúng ta sử dụng hai cái ngón cái, chúng ta lắc 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 như thế này thì cái điều khiển nó sẽ không mượt bằng và cái khả năng điều khiển chúng ta sẽ không chính xác bằng. Thế thì đối với chiếc Phantom 4 Pro thì cái điều khiển của nó chúng ta có thể đeo vào cổ, và cái khoảng cách mà chúng ta, cái bàn tay chúng ta đặt nó rất là thoải mái. Và cái cách về điều khiển bằng hai ngón tay, ngón trỏ và ngón cái này nó rất là thoải mái, nó không bị cảm giác cấn gượng. Thế nhưng mà sang chiếc Mavic 2 Pro thì cái điều khiển của máy không có chỗ để kẹp dây đeo là một, thứ hai nữa là điều khiển của máy rất là nhỏ, và thứ ba nữa là cái vị trí kẹp điện thoại của điều khiển thì thực sự tôi cảm thấy nhiều khi rất là ức chế với cái điều khiển này. Bạn có thể thấy kẹp điều khiển nó vừa khó, khi kẹp nó che mất cổng kết nối. Bạn có thể thấy là cổng kết nối bị che mất, nó chỉ cắm được mỗi cái cổng USB cũng rất là khó. Thế rồi tay chúng ta để vào đây thì khi mà kể cả chúng tôi có chế một cái dây đeo như thế này, các bạn nhìn thấy tôi dùng cái dây design fake tôi chế đây, thì khi mà quan sát các bạn nhìn thấy là cái tư thế của chúng ta nó rất là không thoải mái. Phải ngỏng cổ xuống ngó ở màn hình như này, rồi nào phải cúi gằm cổ, trong khi đó ông nào mà bụng to như tôi chẳng hạn thì nó lại che mất màn hình, chúng ta rất là khó nhìn, khó điều khiển. Đấy. Đặc biệt là khi mà trong điều kiện mà trời bị nắng, màn hình nó ngửa như này thì rất là lóa. Đấy là lý do vì sao ngay từ ngày đầu khi mà chuyển sang chiếc Mavic 2 Pro thì tôi đã tìm cách, tôi tìm cái sản phẩm, một cái chiếc kẹp điện thoại cho nó phù hợp, giúp ta dễ quan sát hơn, rồi nó gọn gàng, dễ đem đi đem lại. Thế thì đầu tiên tôi sử dụng một cái sản phẩm của Trung Quốc, nó không có thương hiệu gì cả. Cái kẹp này nó có hơn 100.000 thôi. Nhưng mà cái vấn đề là cái kẹp này khi mà kẹp vào điều khiển của chiếc Mavic 2 Pro của tôi, cái này sản phẩm này thiết kế cho chiếc Mavic Pro đời đầu nhưng mà lên Mavic 2 Pro thì cũng vẫn dùng được. Tuy nhiên là các bạn có thể nhìn thấy là cái điều yếu điểm lớn nhất của cái kẹp này đó là nó cũng rất là lớn. Khi kẹp vào thì các cái phần khớp khớp này nó chết này, các bạn nhìn thấy là nó không 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 bẻ gập vào được. Vì vậy là kích thước điều khiển lại trở thành rất là lớn, mặc dù là cái chỗ để của nó thì cũng tương đối là tiện rồi. Và thứ hai nữa là cái điều khiển khi mà đặt vào thì nó lại cản trở cái anten như thế này. Nó cản trở vào trong, làm chúng ta không dựng được anten lên. Thì khi mà tôi muốn làm cho cái góc chiếu sóng nó cao lên thì tôi lại phải dâng cả cái điều khiển này lên, nó rất là bất tiện. Thế thì hôm vừa rồi thì có một bên một cái hãng sản xuất phụ kiện ở Singapore, họ có gửi cho tôi một cái sản phẩm, cái chiếc kẹp gimbal này, xin lỗi, cái chiếc kẹp điện thoại này của hãng tên là hãng Freewell, một hãng sản xuất phụ kiện của Singapore. Họ cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi, nhưng mà hãng phụ kiện của Singapore. Thế thì Freewell đã gửi cho tôi rất là nhiều phụ kiện, trong đó có một cái gọi là, cái thứ nhất là cái phone mount, cái đặt ghim điện thoại, các bạn có thể nhìn thấy đây. Và thứ hai nữa
họ có gửi cho tôi một bộ cái filter, các bạn có thể nhìn thấy là limited edition này. Thế thì tất cả những cái phụ kiện này đều là cái sản phẩm dành cho chiếc Mavic 2 Pro. Cái bộ filter này thì gồm có một cái filter ND4 có polarizer, ND8 có polarizer và một chiếc ND16, ND32, ND64. Như vậy là đôi 4, 5, 6, 6 cái filter có polarizer và một cái ND1000, tức là tương đương nó đâu khoảng gần 10 stop. Rất là thoải mái. Và các bạn lưu ý là hôm nay tôi sẽ review cái kẹp điện thoại này. Và tôi sẽ tặng cái kẹp điện thoại này một cho một bạn theo dõi đang hiện tại đang theo dõi cái video clip này ở trên kênh của tôi. Và hôm tới đây thì tôi sẽ tặng, tôi sẽ review cả cái bộ filter này và tôi sẽ tặng cái bộ filter này cho một bạn may mắn theo dõi trên kênh của tôi. Các bạn đón xem ở phần cuối video này để biết cái cách tham gia chương trình và nhận cái sản phẩm kẹp điện thoại của trong clip này. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái kẹp điện thoại của Freewell. Các bạn có thể thấy là cái ấn tượng đầu tiên về chiếc kẹp của Freewell này, kẹp điện thoại Freewell này, đó là nó rất là dày dặn, chất lượng nhựa tốt và cái thiết kế của nó thực sự rất là gọn gàng. Tôi cảm thấy vô cùng là thiện cảm với cái sản phẩm này. Khi ngay khi cầm nó trên tay, tôi nghĩ nó sẽ tồn tại đi với chúng ta được qua 5 tháng đấy, nó sẽ không dễ hỏng hóc đâu. Cái kẹp điện thoại nó cũng có một cái gọi là rút ra rút vào được và có vào xo như này để giữ điện thoại nó chắc hơn và phù hợp với nhiều cỡ điện thoại. Ok, để sử dụng cái kẹp điện thoại này ở trên chiếc Mavic Pro, điều khiển của Mavic Pro, Mavic 2 Pro thì bạn lưu ý là cái sản phẩm này tương thích với cả hai cái điều khiển bởi vì kích thước của hai cái nó tương đương. Thì đầu tiên để sử dụng thì bạn tháo con ốc này ra và rút ra, điều khiển nó có hai phần như này. Sau đó là kẹp vào, các bạn lưu ý là khi kẹp vào thì phải căng để cho cái cổng USB nó không bị chặn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái cổng USB này chứ chúng ta sẽ không sử dụng cái cổng ở bên sườn máy nữa. Sau đó là gài phần còn lại của chiếc giữ điện thoại vào như thế này, cái kẹp điện thoại vào như này. Và cuối cùng là đi con ốc kẹp giữ. Chúng ta nhớ là căn làm sao để cho cái cổng USB nó không bị chặn nhé. Xong. Khá là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Cái kẹp khi mà nó kẹp vào rồi thì nó, tôi nhìn cảm giác nó rất là chắc chắn, các bạn cũng không lo là điện thoại bị rơi đâu, khá là tiện. Ok, vậy là chúng ta đã có một chiếc kẹp gimbal khá là tiện và điện thoại để trên đây cũng rất là chắc chắn. Cái màn hình điện thoại nó được đẩy cao lên giúp cho chúng ta dễ quan sát hơn. Cái anten cũng không bị chặn nhiều như cái điều khiển kia. Các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh được độ cao, độ thấp của điện thoại bằng cách là vặn con ốc này, không con ốc ở đây, mà vặn con ốc này để tăng cái độ chặt cho cái giữ điện thoại. Chúng ta có thể đặt cái anten như thế này, khá là tiện. Một trong những cái điều quan tâm lớn nhất của tôi đối với cái chiếc điều khiển này đó là liệu là tôi có phải tháo ra tháo vào nó thường xuyên hay không, khi mà không sử dụng thì tôi có thể gặp được cái điều khiển này nó gọn gàng hay không. Thì câu trả lời rất may là hoàn toàn có thể. Freewell có cái thiết kế gập rất là thông minh, họ có thể nhìn thấy tôi gập cái điều khiển này vào như thế này thôi và nó trở nên khá là gọn gàng. Riêng có cái anten thì tôi cảm thấy không ưng lắm, cái anten này nó gập nó vẫn không được vào hết, nhưng mà nó vẫn rất là gọn hơn rất là nhiều so với cái điều khiển, cái kẹp điều khiển, cái kẹp điện thoại không tên của Trung Quốc. Thì thực sự là một cái thiết kế rất là thông minh.
tôi cũng hy vọng là thế hệ sau thì Freewell có thể cải tiến làm sao để cái anten của máy có thể kẹp được vào nó dễ dàng hơn, kẹp vào mở ra nó dễ dàng hơn. Hiện tại thì nó đang hơi bị vướng, nó vẫn hơi vướng. Thế nhưng thực tế là đây, khi mà chúng ta có cái điều khiển như vậy, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể đặt cái điều khiển chúng ta vào trong túi đây. Sẽ phải để sạc ở ngoài, nhưng mà nó cũng rất là gọn rồi so với cái điều khiển kia, mà cách để điện thoại thì nó lại tiện hơn rất là nhiều. Đó, như các bạn có thể thấy, nó vẫn hoàn toàn có thể để gọn vào trong chiếc túi này được, để thêm hai viên pin nữa ở dưới đáy của cái điều khiển. Và nó vẫn đóng được cái túi như bình thường. Có thể là nó hơi kích ở cái chỗ này một chút. Ok, các bạn có thể thấy, có thể đóng cái túi này vào hoàn toàn bình thường, rất là tiện. Và khi mà tôi mở ra là tôi đã có ngay chiếc điều khiển có gắn gimbal. Xin lỗi, khi mà mở ra tôi đã có ngay cái điều khiển có gắn điện thoại, kẹp điện thoại được, mà tôi có thể bay ngay được, mà không cần phải gắn thêm cái kẹp điện thoại nữa. Đây tôi nghĩ là một phụ kiện cần phải có đối với những người bay Mavic chuyên nghiệp. Cái tư thế điều khiển rất là quan trọng. Bạn có thể nhìn thấy là nếu mà ai cứ bay bằng hai ngón tay cái như này thì cái khi mà họ bay là quay clip ấy, nó sẽ rất là giật, không được mượt mà. Muốn có sự chuyển cảnh mượt mà thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng về cái joystick bằng hai ngón điều khiển, bằng ngón trỏ và ngón cái như này, thì cái clip chúng ta quay nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có hai cái phụ kiện cho chiếc điều khiển chiếc Mavic. Thứ nhất là cái dây đeo, và thứ hai theo tôi một phụ kiện không thể thiếu, nó là chiếc kẹp điện thoại của Freewell. Tôi sẽ tặng cái kẹp điện thoại này cho các bạn, một bạn may mắn ở trên channel YouTube của tôi. Thì để mà nhận cái phần thưởng này thì trước hết bạn hãy like cái video này của tôi, comment ở phía dưới cái video này, và ở phía dưới phần description tôi có để một cái gọi là cái link của cái Google Survey. Các bạn vào đó điền cái thông tin của bạn ở trên trong cái sheet đó, và tôi sẽ mở một cái livestream quay trúng thưởng cái chiếc điều khiển kẹp điều khiển này. Cái kẹp điều khiển này thì đâu đó nó vào khoảng độ 15 đô, Freewell đang bán 15 đô trên website của họ, và nó vào độ khoảng tầm 350, quanh khoảng 350, hơn 350, nó cũng rẻ thôi. Thế nhưng mà tôi sẽ tặng nó cho một bạn may mắn, và tôi sẽ tổ chức livestream. Các bạn xem ở cái phần link phía dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết về cách mà bạn đăng ký nhận cái điều khiển này, kèm điều khiển này. Và ở đây tôi còn có thêm một cái bộ gọi là filter limited edition có 6 cái như tôi đã nói lúc nãy. Thì cái bộ filter này tôi cũng sẽ review trong lần tới và tặng cho một bạn may mắn theo cái chương trình giống như là lần này. Thì các bạn hãy like, subscribe channel YouTube của tôi, share video này cho bạn bè của mình, và hy vọng là chúng ta có thể gặp nhau trong cái video tới đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.